Dạ xin đây kính chào cô chú bác và anh chị yêu thích Mai Vàng trên cả nước nhé cô chú anh chị nha. Hôm nay thì em có quay trở lại với chỗ vườn mai của anh Tuấn ở Tầm Du, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cô chú anh chị. Hôm nay giao lưu cùng cô chú anh chị mình ngày Mai Diên, Mai Giảo Thủ Đức ha cô chú anh chị ha. Em review cho cô chú chị mình xem đây cái mặt bông nở bông gió ha. Con này được thấy cánh nè. Mai Diên nha cô chú anh chị. Giờ này nó ra bông chùm quá chừng luôn nè cô chú ha. Một chùm bông này nó khoảng 2, 4, 9 bông nè cô chú anh chị. Mà chùm trên đây thì được 7 bông ha. Đây mặt bông của nó nữa nè. Rồi bây giờ mình vô phía bên trong nha cô chú anh chị nha. Bên trong ha. Rồi, em xưa clip nha cô chú nha. Dạ em chào anh Tuấn ơi. Dạ em chào anh, dạ em xin chào cô chú. Rồi hôm nay quay lại chương trình với kênh Cuộc Sống Cần Thơ và em có vô lưu cô chú anh chị mình 21 cái Mai Giảo Thủ Đức ghiền thằng chậu ha. Dạ. Đó rồi chương trình bên em là cũng bao phí ship toàn quốc nhưng mà Bắc Giang với Bắc Ninh thì mình ngưng rồi ha. Tại vì hàng đi không được ha. Cô chú mình thông cảm ha. Còn như mà mấy tỉnh khác là em bao ship toàn quốc hết ha. Dạ. Tại vì bên theo mới báo là Bắc Giang với Bắc Ninh đang ngưng rồi. Dạ. Cái này Giảo Thủ Đức ha anh hả? Thủ Đức ghiền anh. Thủ Đức ghiền nha cô chú chị, cây toàn thông lớn nha cô chú nha. Mình vô mã số gì đây anh Tuấn? Số 1 nè. Anh cho em xin lỗi số điện thoại nha. Số điện thoại là 090-999-6544. Dạ. Rồi vô mã số 1 cây Thủ Đức toàn thông, cây lớn nha cô chú nha. Toàn một ôm luôn. Toàn rất là đều, xương đều hết cô chú anh chị. Xương rất là đều luôn. Cây này mà để phòng khách là hết sảy bà bảy luôn cô chú anh chị. Mới 2 cây đột. Dạ. Hoành 22. Hoành 22 ha. Cao 1m6. 8000m6. Dạ. Rồi mã số 1. Mã số 1 vô lưu giá 2.500.000 anh. Dạ. 2.500.000 nha cô chú anh chị. Ý gì? Phải không anh? 2.500.000 anh. 2.500.000 nha cô chú anh chị, một cây super vip luôn. Rồi. Dạ đổi giùm em nha. Dạ, mã số 2. Số 2 cũng là Thủ Đức luôn nha cô chú anh chị. Giáo Thủ Đức, ghiên, thần chậu. Dạ, ok, ngon lành hết cô chú anh chị. Thì ghiên ha. Cái này, mấy cái này là chơi phòng khách ha, im ha cô chú anh chị ha. Thành phẩm. Trời ơi. Hoành 20. Dạ, hoành 20. Cao 130. 8000 mét gữ. Nãy đang ra lại 2 cây đọt nha cô chú nha. Rồi mã số 2, mã số 2 em giao lưu giá 2.500.000 luôn anh. Dạ 2.500.000 nha cô chú anh chị mình nha. Mã số 2, rồi đổi cho em nha. Tiếp tục là mã số 3. Lắc. Nghiêng nha anh Tấn, cái chọn cái chân hơi nghiêng nha. Chân hơi nghiêng. Rồi mã số 3 cây toàn thông, cây này có cây củ đế. Làm như cây số 1 củ đế nổi nha cô chú anh chị. Này đế nổi củ ha. Toàn thì ấm rồi nha cô chú anh chị. Này mình con được ra được 2 cây ha anh Tấn. 2 cây đọt anh, nhưng mà chưa dài, còn cái này còn cây 3 nữa. Cô chú anh chị. Cái mướt rượt luôn ha. Cây này đẹp, con cái nó có cái củ đế. Có củ nha cô chú. Hoành 21. Cao 1m6. 8000 mét gữ. Có củ ha. Rồi mã số 3. Mã số 3 cũng vô lưu giá 2.500.000 luôn anh. Dạ, 2.500.000 nha cô chú. Giá mềm luôn. Giá super mềm luôn. Tàn rất là lớn tàn nha cô chú anh chị. Không mất được ha. Rồi đổi nha nha. Mã số 4. Dạ mã số 4 nha cô chú chị. Giảo Thủ Đức mã số 4 cũng là toàn thông, cây lớn nha cô chú. Cái này mà đổi ấm toàn là lớn cây nha cô chú chị nha.
Rồi mã số 4. Cây này có bộ đế luôn. 24 giờ luôn. Đây, đế 24 giờ luôn, chảy đều 4 mặt luôn. Sâu. Hoành 23. Cao 1m6. Cái này có cái mặt bông nha cô chú anh chị. 8.000m gử. Lá quá chừng bự luôn. Rồi mã số 4, mã số 4 cũng vô lũ giá 2.500.000 luôn anh. Cái này nó đang ra ha, quay bên kia em coi mặt bông đó anh. Bên này có cái mặt bông. Tiêu rồi. Đây. Mặt bông này cô chú anh chị. Cái này nở ra. Hải hàng. Cái này nó đang ra. Trời lá rất là khỏe ha cô chú ha. Mã số 5. Mã số 5. Dạ thưa Đức, Tàng Thông mã số 5 nha cô chú, chị quá chừng cái mặt bông luôn nè. Cây này cũng có bộ đế luôn mà đã trồng sâu. Giờ mình coi mặt bông trước nha cô chú chị nha. Đó, bông này ha. Đó, bông rất là bự luôn. Con này cũng nở, dúng lại là chắc nở cũng 1-2 ngày vậy hả cô chú ha. Dưới này cũng cái bự nữa nè. Cái này lá nó đọt màu đỏ nha cô chú anh chị. Đó, lá nó đỏ ha, đỏ đậm nha. Cái này làm như nó lai lai sao á. Này cái này bộ đế 24 giờ. Hoành 22. Cao 141. 8.112. Cái này lá nó ngộ ngộ như cô chú anh chị ha. Cái chỗ đỏ nè. Chỗ đỏ tươi luôn á. Rồi mã số 5 cũng vô lưu giá 2.500.000 luôn anh. Dạ 2.500.000 nha cô chú anh chị. Mã số 5 giả Thu Đức ha. Mã số 6 nha cô chú. Giả Thu Đức mã số 6. Rồi mã số 6. Cái này hoành lớn nha cô chú anh chị. Hoành 25. Hoành 25. Cao 137. 8.131. Cái này cũng con nó đang ra cơ lá lại nha cô chú ha. Rồi mã số 6 cũng vô lưu giá 2.500.000 luôn anh. Dạ 2.500.000 nha cô chú anh chị nha. Dạ Thu Đức mã số 6 ha. Thử đứt chim. Để xuống rồi. Dạ, rồi mã số 7 nha cô chú ơi. Giả Thu Đức mã số 7 luôn. Giờ tiếp tục là mã cây mã số 7. Cái này lá nó dài như lá nhãn vậy nha cô chú anh chị. Cây này cũng đế luôn vậy đó. Cái này có đế ha cô chú ha. Tại trồng sâu. Hoành 21. Cao 1m gỡ. 8.000m4. Mã số 7. Khô. Héo à. Rồi mã số 7 cũng vô lưu giá 2.500.000 luôn. 2.500.000 nha cô chú anh chị. Mã số 7 ha. Lá hết biết nhiều lá nhãn luôn. Rồi mã số 8 nha cô chú. Rồi mã số 8. Cái này cũng có mặt bông nữa nè cô chú anh chị mình nha. Cái này tàn tròn do luôn nha cô chú anh chị ha. Mình đợi tàn ấm ha, cái này có bông mùm nhóc cánh dương mùa mà nhớ xíu. Cái này thì nhiều cánh nè cô chú anh chị nha. 2, 4, 6. Cái này 10 cánh, 10 mấy cánh luôn. Hoành 19. Cái này bông đẹp nha cô chú anh chị. Cao 1m gỡ. 8.000m gỡ.
Rồi mã số 8, mã số 8 cũng vô lưu giá 2.500.000 luôn anh. Dạ 2.500.000 nha cô chú anh chị ha. Cho em vòng nữa nha anh Bê. Rồi đổi cho nghe. Cái tràn tròn quá đẹp nha cô chú anh chị. Tiếp tục là mã số 9 nha cô chú nha. Cũng tàn lớn luôn. Là mã số 9. Tàn kính hết nha cô chú anh chị ha. Ở đây tới Tết là tàn ấm ha cô chú anh chị. Dạ thưa Đức Kim ha cô chú nha. Hoành 20. Dạ hoành 20. Cao 1m6. Tán ngang, tán ngang cũng 1m6 luôn. Dạ. Mã số 9. Mã số 9 giao lưu giá 2.500.000 luôn anh. Dạ 2.500.000 nha cô chú anh chị. Đồng giá dễ lựa. Mã số 10. Dạ thưa Đức mã số 10 nha cô chú ha. Mã số 10. Hoành 20. Hoành 20. Cao mét gỡ. Tán ngang 130. Dạ thưa Đức Kim Tàn Thông nha cô chú anh chị. Mã số 10 muốn vô lưu giá 2.500.000 luôn anh. Dạ 2.500.000 nha cô chú anh chị. Mã số 10. Rồi đổi luôn anh Tấn nha. Nhanh quá đã nổi không chú? Nhanh quá khi hồi ngợp luôn nha. Tiếp tục là mã số 11. Mã số 11 hết cô chú. Cây này tàn thông đẹp nha. Cái này có mặt bông luôn hay gì nè. Có bông luôn. Một mã số 11. Hoành 20. Dạ, hoành 20 nha cô chú. Cao 1m6. Tán ngang 1m5. Một cốt tàn thông nha cô chú anh chị. Vàng xương rất là kính luôn nha. Mã số 11. Số 11 cũng giao lưu giá 2.500.000 luôn anh. Dạ 2.500.000 luôn cô chú nha. Nè nó có mặt bông nè ha. À, bông nó héo rồi nè. Nó quá héo rồi. Quá nắng. Hai. Dạ thưa Đức luôn nha cô chú anh chị ha. Cái này có bộ đế nha cô chú anh chị. Mã số 12. Vừa cũ mà vừa đế luôn. Cái này thoát thân thì cũng hơi cao ha cô chú ha. Chân dài. Thân nó hơi lắc luôn. Hoành 19. Đế cũ nha cô chú ha. Cao 1m7. Tán ngang 138. Mã số 12. Mã số 12 giao lưu giá 2.500.000 luôn anh. Dạ 2.500.000 nha cô chú anh chị. Dạ thưa Đức mã số 12 ha. Vô rồi cái đó rồi. Rồi mã số 13. Dạ thưa Đức tàn thông nha cô chú anh chị. Số 13. Mã số 13. Cái này tàn rất là yên nha cô chú ơi. Đẹp kính đều hết ha. Như một cây thông luôn.
Hoành 20. Dạ, hoành 20. Cao mét gỡ, tán ngang mét gỡ. Rồi mã số 13, mã số 13 cũng vô lưu giá 2.500.000 luôn. Dạ 2.500.000 luôn nha cô chú anh chị nha. Dạ thưa Đức, mã số 13. Rồi, mã số 14. Cái khi mà xay qua luôn không? Cây nữa đi. Dạ mã số 14 nha cô chú. Cũng là giả Thu Đức nha cô chú anh chị nha. Số 14. Cây này cũng có đế luôn. Cái này lá rất là lớn luôn nha cô chú anh chị. Lá bự bự không luôn. Đọt đỏ quét ha. Dạ. Giống hình cây cúc đọt đỏ hay. Rồi cây giả Thu Đức. Quá chừng đỏ luôn. Hoành 20. Chiều cao 1m6. Tán ngang 130. Rồi mã số 14, số 14 cũng giao lưu giá 2.500.000 luôn anh. Dạ 2.500.000 nha cô chú anh chị. Cái này lá rất là lớn luôn á. Đọt đỏ ha. Dạ rồi mã số 15. Giả Thu Đức nha cô chú anh chị nha, mã số 15. Mã số 15. Cái này dạng xương ngon lành luôn hết cô chú anh chị. Hoành 21. Cao 1m6. Tán ngang mét gỡ. Cái này chi cành nó có xu hướng nuôi vú bò nha cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị mình xuống đất nuôi lại có thể nó lên cây nuôi vú bò ha. Rồi mã số 15 em cũng giao lưu giá 2.500.000 luôn. Dạ 2.500.000 luôn nha cô chú ơi. Rồi mã số 16. Giả Thu Đức nha cô chú anh chị, mã số 16 ha. Mã số 16. Cái này có bộ đế luôn. Như đang ra chơi đá ha. Con bự cho bá ha. Quẹo. Cái này có bộ đế này nha cô chú. Hoành 20. Cao mét gỡ. Tán ngang 122. Rồi mã số 16 này cũng vô lưu giá 2.500.000 luôn. Dạ 2.500.000 luôn nha cô chú mình nha. Mã số 16. Rồi mã số 17 cô chú ơi. Tàn lớn không hai cô chú chị. Mã số 17. Cái này quá chừng bông bự luôn nè cô chú anh chị nha, mình coi cái bông nha. Đây, bông ha. Bông bự nè cô chú anh chị. Không hết biết bông luôn á. Này cô chú anh chị mua cái này về ha. Xong cái mình lấy nó để nó đậu trái rồi. Lấy cái zin thấy cô chú anh chị tiếp tục. Hoành 21. Cao 1m6. Tán ngang mét gữ. Rồi mã số 17 này cũng giao lưu giá 2.500.000 luôn. Dạ 2.500.000 luôn nha cô chú anh chị. Đọt rất là tốt ha. Đẩy hàng rồi. Rồi mã số 10. Tiếp ra ngoài chút. 10. 18. 18. 18. Mã số 18. Cái này thì thấp hơn hay cao hết cô chú anh chị. Cái này có đế luôn. Cái lô này đa số nằm chậu 6 hết. Hoành 18.
cao mét gử, 8000 mét gử. Rồi mã số 18 này cũng giao lưu giá 2.500.000 luôn. Dạ 2.500.000 luôn nha cô chú mình nha. Bông cánh lớn ha cô chú anh chị, ngại rụng rồi ha. Dạ, mã số 19. Mã số 19. Tại ngon lành luôn nha cô chú mình nha. Một cốt giót đọt toàn thông hết ha cô chú anh chị. Đang ra cơ lá thứ hai hết ha. Hoành 20. Hoành 20. Cao 1m6. 8000 m gử. Rồi mã số 19 này cũng vô lưu giá 2.500.000 luôn. Dạ 2.500.000 luôn cô chú anh chị. Cái này cho chú chị về dưỡng Tết là ok ha. Mã số 20. Mã số 20, giả Thủ Đức mã số 20 nha cô chú anh chị nha. Mã số 20. Hoành 23. Cao 1m6. 8000 m gử. Rồi mã số 20. Số 20 cũng vô lưu giá 2.500.000 luôn. Dạ 2.500.000 luôn nha cô chú anh chị nha. Số 20. Tiếp tục là mã số 21 nha cô chú anh chị. Giả Thủ Đức mã số 21. Rồi mã số 21 là mã số cuối cùng của clip luôn. Dạ, một cây tàng thông luôn nha cô chú ha. Lô này là lô tàng thông không ha cô chú anh chị. Cây lớn không. Cây này bông cũng rất là nhiều cánh luôn nè cô chú nha. Đây, mà nó rụng. Rụng nhị nha cô chú anh chị. Bông này 8 9 cánh gì luôn á. Hoành 19. Cao 1m6. 8000 m gử. Rồi mã số 21. 21 cũng giao lưu giá 2.500.000 luôn anh. Dạ 2.500.000 luôn nha cô chú ha. Rồi. Rồi em cũng thôi em cũng xin kết thúc video nha. Rồi dạ. cảm ơn cô chú đã đón xem video. Dạ. Rồi em xin kết thúc video. Luôn ạ. Xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem clip, đã ủng hộ anh Tuấn cũng như ủng hộ kênh hết cô chú nha. Rồi 21 cái giỏ Thủ Đức Diêm Tàng Thông hết cô chú anh chị.